Cô chào tất cả các con. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con trong tiết học toán nhé. Trong thực tế, các con đã nghe nói đến diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật chưa? Chắc hẳn là đa số các bạn chưa nghe. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là gì và cách tính chúng như thế nào nhé. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con học bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. Kiến thức trọng tâm của bài học này đó là: một, hiểu được biểu tượng về diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật; 2, biết cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật; 3, vận dụng giải bài toán liên quan đến diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. Đầu tiên, cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật. Ví dụ, cho hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 5 cm và chiều cao 4 cm. Tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó. Đầu tiên thì các con cần nhớ ký hiệu các số đo của hình hộp chữ nhật. Chiều dài được ký hiệu là A, chiều rộng ký hiệu là B và chiều cao chúng ta ký hiệu là H. Thì các con cần nhớ để sau này khi mà chúng ta hình thành công thức á, sẽ dễ dàng hơn. Cái thứ hai là đề bài yêu cầu chúng ta tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật. Vậy thì diện tích xung quanh có nghĩa là gì? Như chúng ta biết thì hình hộp chữ nhật gồm có 6 mặt. Đó là hai mặt đáy và 4 mặt bên. Vậy thì tính diện tích xung quanh tức là tính diện tích 4 mặt bên. Các con hình dung là chúng ta sẽ tính diện tích của mặt 3, 4, 5 và 6. Vậy thì tính diện tích xung quanh chúng ta sẽ làm như thế nào? Bây giờ cô sẽ gỡ các mặt này ra và sắp xếp nó lại xem nó được hình gì các con nhé. Đầu tiên cô sẽ gỡ mặt 6. Tiếp theo là mặt 3. Rồi mặt 5. Và cuối cùng là mặt 4. Rồi cô ráp vào. Chúng ta vừa gỡ 4 mặt bên của hình hộp chữ nhật xuống và sau khi ráp lại, chúng ta được một cái hình chữ nhật như thế này đây. Như vậy thì khi chúng ta tính được diện tích của hình chữ nhật này, cũng đồng nghĩa với việc chúng ta tính được diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật. Các con còn nhớ quy tắc tính diện tích của hình chữ nhật không nào? Diện tích hình chữ nhật sẽ bằng số đo chiều dài nhân với số đo chiều rộng cùng đơn vị đo. Vậy thì hình chữ nhật này có số đo chiều dài là bao nhiêu? Các con lưu ý này, đầu tiên cô gỡ cái mặt 6 này xuống này. Thì số đo chiều dài là 8 cm. Cô gỡ mặt số 3 này. Thì số đo là bao nhiêu nhỉ? Chính là 5 cm, nó chính là cái số đo chiều rộng của hình hộp chữ nhật đó các bạn. Tiếp tục mặt số 5 cũng tương tự như mặt số 3, có chiều dài là 5 cm, và cuối cùng mặt số 4 có chiều dài là 8 cm. Như vậy muốn tìm được chiều dài của hình chữ nhật này thì chúng ta sẽ làm như thế nào các con? Chúng ta sẽ lấy các số đo này cộng lại với nhau ha. Còn chiều rộng của cái hình chữ nhật này là bao nhiêu? Nó chính là số đo chiều cao của hình hộp chữ nhật này các con. Nó chính là 4 cm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến hành tính diện tích của hình chữ nhật này ha. Và nó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật các con nhé. Chúng ta sẽ cộng tất cả các số đo này lại với nhau nha. Và nhân với lại 4. Chúng ta có kết quả là 104 cm². Thì các con quan sát ha. Chúng ta cái phần mà chúng ta vừa tính đây nè, 8 này nè các bạn, tức là chiều dài, cộng cho 5 tức là chiều rộng, rồi lại cộng với chiều dài, rồi lại cộng với chiều rộng. Như vậy đây chính là hai lần chiều dài cộng hai lần chiều rộng. Có nghĩa là A cộng B tất cả nhân 2. Vậy các con còn nhớ đây là quy tắc gì mà chúng ta đã học không nào? Đó chính là quy tắc
Tính tính gì nào? Tính chu vi của hình chữ nhật. Và chu vi hình chữ nhật ở đây nó tương đương với chu vi mặt đáy của cái hình hộp chữ nhật này nè các bạn. Như vậy còn 4 này nè thì tương đương ứng với lại số đó, chiều cao của hình hộp chữ nhật. Như vậy cô vừa thực hiện tính diện tích của cái hình chữ nhật này, cũng chính là tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật. Vậy thì từ cách làm này, chúng ta muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật thì chúng ta sẽ rút ra được quy tắc gì nào? Các con suy nghĩ thử xem. Rất là đơn giản ha. Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật thì chúng ta sẽ lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao. Và các con lưu ý một điều là nó phải cùng đơn vị đo nhé. Đây chính là quy tắc tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó các con ạ. Như vậy thì muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo. Cùng một đơn vị đo có nghĩa là số đo chiều dài, chiều rộng và chiều cao phải cùng là một đơn vị, phải cùng là cm. Nếu một trong ba số đo khác đơn vị, ví dụ như là A là 0,8 dm, thì chúng ta phải đổi nó ra cùng một đơn vị đo là cm với các đơn vị còn lại thì chúng ta mới tính được nha. Các con lưu ý nha. Vậy thì cô vừa hướng dẫn các con rút ra quy tắc tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước sang hoạt động tiếp theo. Đó là cách tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.